Sáng 26 tháng 2, cha và anh trai chồng cũ của Thái Thiếu Phượng tạm thời bị cảnh sát Hồng Kông buộc tội giết người. Trong khi đó, mẹ chồng cũ tạm thời bị buộc tội cản trở công lý. Vụ việc được đưa ra xét xử tại tòa sơ thẩm thành phố Cửu Long vào sáng 27 tháng 2. Thi thể người mẫu được tìm thấy tại căn nhà được bố chồng cũ thuê trước đó, vào ngày 24 tháng 2 sau 3 ngày mất tích. Theo truyền thông Hồng Kông, hung thủ phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh và để vào tủ lạnh. Cùng ngày, cảnh sát bắt giữ cha mẹ và anh trai chồng cũ của cô. Một ngày sau đó, chồng cũ của cô cũng bị bắt giữ sau khi cố gắng trốn lệnh truy nã và chống cự cảnh sát. Qua điều tra, cảnh sát cho hay gia đình chồng cũ có âm mưu bắt cóc, sát hại cô từ lâu. Anh trai chồng cũ cũng là tài xế riêng đã đưa cô từ nhà riêng tới khu làng nơi thi thể cô được phát hiện. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra và tìm kiếm những phần thân thể còn lại của cô.